Xin chào mọi người. Đã lâu rồi không gặp. Lâu rồi không giao lưu với mọi người ha. Hôm nay mình dọn dẹp quán thì thấy cái cây này nó cũng mọc phun chậu rồi. Cây nó mọc chen chúc nhau rồi. Thì hôm nay mình sẽ xả rễ và cho lên chậu mấy em này nha. Đây là mấy cây mà mình đã xả rễ. Mình xả rễ thì mình trừ bộ rễ cọc lại nha. Chỉ mấy cọng rễ tơ thì mình mới xả thôi. Đó. Cây rất là ok mọi người. Bắt đầu lửa nè. Mọi người thấy cái gai của nó. Nó phát triển rất là tốt, không bị con gì cắn phá ảnh hưởng gì. Gai rất là phát, rất là nhọn, khá đẹp. Đây cũng là một cây ánh bao nữa, nhưng mà cái form này đẹp hơn. Mọi người thấy nhìn có tuyệt vời không ạ? Mọi người xả rễ như thế này. Mình sẽ xả hết cái bộ đất của bám cái bộ rễ tương đối thôi nha mọi người, không cần phải hết đâu. Thì đây là cái phương pháp dành cho mấy bạn đã có cây thuần rồi và đã to tràn chậu nha. Còn cái phương pháp xả hết toàn bộ rễ là chỉ dành cho cái cây ở nơi xứ khác. Còn những cái cây các bạn đã trồng ok rồi, nó to rồi, thì nếu như giá thể của các bạn không có bị nấm gì, không bị nấm bệnh như thế này. Đó các bạn thấy không, mình trồng biết bao lâu rồi nhưng mà đất cũng tơi xốp nha. Đây để mình bấm lên cho các bạn coi này. Đó. Thì khi mà cái cây của các bạn á nó đã to tràn chậu rồi thì các bạn có thể xả rễ ra rồi lặt thêm mấy cái lá dưới chân này rồi mình sang chậu và nhân giống thêm ra để sau này mình có nhiều cây xanh đá mới ha. Đó, tràn căng cứng chen chúc nhau như thế này rồi mình phải lên chậu thôi. Cái này là một cây mun râu rờ nha mọi người, chứ không phải con của nó đâu. Đây mun râu nha mọi người. Đây là một cây pha lê xanh. Cứ chú trọng giá thể thật là tốt, tươi xốp thoáng như thế này, đủ ẩm thôi, nó chỉ giữ ẩm thôi, nó không giữ nước, hay quan niệm như thế thì cây nó phát triển rất là tốt. Đây mọi người thấy không, nguyên mãn, nó cộng sinh với nhau. Đồ rễ khá là tốt, mọi người có thể thấy rễ trắng rất là nhiều, không có dấu hiệu nấm mốc hay bệnh gì cả, chỉ có hiện tượng thiếu nước mà thôi. Ok, bây giờ mình sẽ xả rễ hết cái mấy cái cây này để lát nữa mình lên chậu. Sau khi mình xả rễ xong thì mình sẽ trồng liền luôn nha, không nhất thiết là phải phơi đâu, đối với những cây đã cùng thuần khí hậu rồi. Bộ rễ khá là tốt, nó chỉ chờ mình trồng và bơm nước vào để căng lại thôi. Thank you.
rất là tuyệt vời. Đây là một cây hoa hồng đỏ đột biến nhẹ. Mình khá là thích bun râu. Đây là một cây ngón tay gì đó mình không biết, mà nó cũng đột biến. Rất là lạ để sưu tầm chơi. Đây là cái không gian bán cây. Cây lên màu rất là tuyệt vời nha mọi người. Thì khách đã lấy đi gần hết rồi, mình chỉ còn ít cây thôi. Xin bầu mà mình để màu như thế này thì các bạn thấy chỗ nào ha? Màu rất là đẹp. Về nơi các bạn á, nó sẽ kiểu như là gặp một cái môi trường có nước, có sức sống, nó sẽ bung rễ ra đó, rồi sau một năm sẽ lại như vậy. Mọi người quan niệm như thế cho mình, khách của mình review như thế. Còn đây là phía trên. Đây là cây thịt bò. Cây này đang bị nấm nha mọi người. Mọi người nhìn này, nguy hiểm lắm. Mình sẽ xử lý sau. Còn đây là gấu va. Đây gấu va nha mọi người. Rất là đẹp. Còn đây là những cây mình mới nhập về và đang xả rễ để trên lên chậu nha. Đó. Thì cái cây này mình sẽ phơi thêm khoảng nào đó một tuần rồi mình mới trồng. Đó là cây Givagres mình mới mua được. Các bạn nhìn thấy không? Rất là dễ sợ. Nói chung là cũng cả một quá trình để từ bình thường trở sang đẹp. Thì đây là những cây đang đã lên chậu nhưng chưa có thể nào bán được vì chưa có đẹp nha mọi người. Đó. Hôm nay là mình sẽ làm video chân thực nhất về cái công việc của mình. Đó, cái cây này là mình lên chậu. Thì sau thời gian, đây là Đà Lạt nha mọi người. Đà Lạt hôm nay nắng khá là đẹp. Thì sau một thời gian á thì cây nó sẽ như thế này. Đó, cây nó phải cứng cáp như thế này. Màu mè phát triển tốt. Đó, đây là chậu hải ly, chậu hồng phấn. Hôm nay chậu gì bên tên nó tiêu rồi. Nhưng mà sau một khoảng thời gian dài, đâu đó khoảng một năm, thì các cây phát triển tốt rồi thì mình mới bắt đầu mình bán, mình ra hàng cho khách về chơi để khách cảm nhận được cái vẻ đẹp thực tế nhất, chứ không phải qua hình ảnh như mọi người thấy chị trên mạng ha. Mình chứng minh được là ở Việt Nam mình cũng có thể làm ra những cây sen y chang như nước bạn, thậm chí sẽ đẹp hơn tùy chủng loại ha. Đây là cây hạt giấy, bên kia là những cây lớn.
mình gieo từ lá. Tất cả cái sen này mình gieo từ lá nha mọi người. Mình bớt lá mình để đây. Xong mình đưa vào khu vườn nhân giống. Các bạn kéo những tập trước á, mình có giới thiệu qua khu vườn nhân giống của mình rồi. Mình bớt lá những cây này, mình tỉa tót nó để cho nó đẹp. Mình lấy lá này mình nhân giống. Nhân giống để có những cây khác. Còn đây là cái góc chơi cây của vợ mình. Mọi người thấy khu này rất là nhiều chủng loại, hơn 200 chủng loại đang nằm trước mặt mọi người. Từ Aeonium cho tới các dòng Glassula, cái dòng Echis và các dòng sen cành khác, nhiều tạng quá mình cũng không phân tích hết được. Những tập tới mình sẽ phân tích hơn, kỹ hơn về các dòng và nơi trồng, cây nào nên để ngoài nắng, cây nào để ngoài mát. Hôm nay trời nắng khá đẹp nên là tiện thể mình giới thiệu luôn cả một quá trình tuyệt vời các bạn, các bạn. Còn đây là những sản phẩm mình đang chào bán cho khách. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì ủng hộ mình ha. Ok, clip này chỉ tới đây thôi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.